Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Hôm nay là chính thức là hết mùng, hết Tết rồi đó. Ai mà rủ tôi mà nhậu Tết chứ tôi gọi công an bắt ráng chịu rồi nha. Nhưng mà rủ nhậu với vụ khác thì ok. Các bạn thân mến, thì trước mặt các bạn đây là một cây khế các bạn. Cây khế này tôi thì tôi khoái trồng khế cầu tài. Các bạn biết không, cây khế này nó ở với tôi hôm nay là nó sống, tôi trồng nó cách nay cũng gần 20 năm qua mấy lần di chuyển. Mà mình thấy mình trồng khế, cái công việc làm ăn của mình nó thuận lợi á. Thành ra tôi rất là thích, thành ra tôi rất là chân quý cây này. Khế thì nó cũng dễ trồng, cũng có nhiều bạn mà cái thích mà chơi khế á, cũng comment hỏi về tôi, nói các bạn nó trồng mà tại sao mà cái khế của các bạn lại, thứ nhất á, là nó bị vàng lá. Còn cái thứ hai á, là không vàng lá thì nó lại xanh lá. Nhưng mà khổ nổi, khi mà cái khế nó xanh lá thì nó lại không có bông, không có trái. Tôi không hiểu làm sao các bạn, tôi thấy tôi trồng rất là dễ mà các bạn. Các bạn trồng khế á, thì tốt nhất á, là các bạn nên mình đi tìm một cái khế. Khi mà cái khế các bạn mua ở ngoài, mấy ở ngoài người ta bán, thông thường người ta bán, các bạn mua hãy chọn những cây nó đang có trái sẵn. Bởi vì mà khi mà cái khế đó các bạn, nó có trái sẵn rồi á, thì các bạn có thể là lựa chọn một cái cây khế chua hay cái cây khế ngọt như ý mình. Nếu mà cây khế chua á, thì thông thường là nó mượt lá, nó sung, nó lên rất là khỏe hơn cây khế ngọt. Đa phần là cây khế ngọt thì nó lên các bạn, nó còi cọc và đồng thời lá nó không được mượt như mà cây khế xanh. Nhưng mà ngày xưa đó thì người ta chơi cây khế á, thường thường người ta trồng những cái nhà nào có cây khế ngọt là quý lắm các bạn, quý lắm luôn á. Cái tuổi thơ của tôi ngày xưa cũng gắn liền gốc khế, ở đầu làng có gốc khế, mùa khế chín là canh nó rụng mình lụm mình ăn thôi, chứ ngày xưa không có cái cửa mà chèo lên mà hái đâu. Còn bây giờ hả, thiệt nó xin lỗi, cho mấy đứa nhỏ nó không ăn. Khế chua còn thỉnh thoảng các bạn có thể là dùng cái trái của nó, các bạn có thể làm những cái món ăn, làm những cái món nhậu, bê thui, bò, bốc thấu, hay các bạn làm gói lẩu nó có chua gì được. Chứ còn khế ngọt bây giờ hầu như là ít có ai sử dụng, thành ra là khế chua bây giờ nó lên ngôi, nó có giá hơn. Thì khi mà các bạn trồng khế thì các bạn có thể là mình chọn cái cách trồng á, các bạn có thể chọn là một là các bạn để cho nó ra dáng tự nhiên. Cũng như là cây này các bạn thấy không, tôi hoàn toàn tôi cho nó lên tự nhiên thôi. Lên tự nhiên thì cái phong cây thì mình giữ nó cao cái tầm khoảng được 2 mét đổ lại. Còn cái cây này thì tôi trồng, tôi cho nó lên thành cái kiểu bonsai mình trồng chậu cho nó nhỏ hẹp lại á. Thì dưới cây khế mà trồng bonsai á, thì các bạn phải thường xuyên các bạn tỉa tót nó, là cũng như là cây này nè các bạn. Cây này tôi phải tỉa nè ha. Các bạn mà không tỉa đó thì những cái nhánh mà các bạn uống á thì nó sẽ lép, nó khô, nó chết. Nó sẽ phun lên những cái nhánh mới. Đa phần á, cây khế là những cái nhánh mà nó lên tự nhiên, nó rất là khỏe luôn. Nó khỏe xong thôi, những cái nhánh mình uống á, mình uống éo á, thì những cái nhánh đó nó sẽ bị thiếu dưỡng chất, do cái nhánh khỏe này nó tranh giành cái thức ăn á, nó làm cho cái nhánh mình uống á, mình tạo dáng những cái nhánh nó thông thường. Nếu mà các bạn không chú ý, không bỏ những loại bỏ như cái nhánh lên tự nhiên như thế này thì nó sẽ chết những cái nhánh mà mình uống. Thành ra các bạn theo dõi ha, vừa qua mỗi một cái cơi đọt lá thì các bạn nên tiến hành, các bạn tỉa bỏ những cái nhánh nó mọc ở những cái vị trí mà mình cảm thấy mà nó không phù hợp. Thì bây giờ các bạn thấy không, khi mà tôi cắt lên vậy nè, nó mới lòi được cái phần nhánh mà tôi đã cố tình tôi để lại đây. Tôi để một số nhánh vậy thôi ha các bạn ha. Như vậy các bạn thấy không, đó xong rồi các bạn. Các bạn thấy không, đó mình chừa những cái nhánh nào mà mình để lại thì mình chừa lại. Rồi khi mà nói về đây là cây sứ mà chúng ta chơi bonsai, các bạn bón phân nó thì thông thường các bạn dùng phân hữu cơ. Tôi thì tôi sử dụng cái nguồn phân này các bạn. Đây, cái nguồn phân hữu cơ thì các bạn có thể sử dụng tất cả những cái nguồn phân hữu cơ mình có, không nhất thiết phải giống tôi. Có ông thì khoái phân có con bướm, bằng mọi cách đi tìm con bướm cho bằng được, nhưng mà không cần thiết đâu các bạn. Các bạn bây giờ tôi thấy cái lượng phân hữu cơ á, nó gần giống như nhau, cái chất lượng nó gần giống như nhau, giống như là phân Nhật nè, phân Úc nè, phân Mỹ nè, hầu như là phân Mỹ nó gần giống như nhau. Hoặc là nếu mà các bạn mà không có những cái nguồn phân hữu cơ như thế này nè, đây các bạn, thì các bạn có thể bỏ cái loại và phân bò, phân dê, phân ngựa gì cũng được, các bạn cứ bỏ vô, cứ 2 tháng các bạn bỏ một lần ha. Rồi khi mà cái cây khế của chúng ta đó nó có trái. Nếu mà cây của các bạn nó sung quá mà nó không chịu có trái á, thì các bạn có thể bỏ cho nó cái một liều súp bê lân, trong đó chúng ta bỏ là cái tỷ lượng là 70% là súp bê lân, 30% còn lại các bạn bỏ cây kali muối ớt á, thì cây của các bạn nó ra trái rất là nhiều.
bên cạnh mà khi mà cái khế của các bạn á, thông thường nó có bông thì nó có con ruồi vàng các bạn. Con ruồi vàng nó đến, nó cắn, nó hút nhụy, nó làm cho cái bông khế rụng lả chả luôn. Thì cái vấn đề mà tiêu diệt cái con ruồi vàng thì nó cũng không khó. Là tôi trước tôi đã làm cái lồng bẫy như thế này đây, tôi đã chia sẻ với các bạn nè. Các bạn nào mà chưa xem lại mà cái cách mà mình bẫy mấy con ruồi vàng, nó nằm ở trên cây mận á, cây mận miền Bắc gọi là cây roi các bạn. Cây mận là một, thứ hai là cái khế, ruồi nó bu rất là nhiều luôn. Thành ra các bạn bẫy nè, ở trên tôi ít ruồi lắm mà tôi bẫy hôm nay cũng được mớ, các bạn thấy không, quá trời nữa không, các bạn thấy không, ruồi nó chết la liệt luôn. Khi mà cái bẫy này các bạn nhúng thuốc vô một tuần thì nó hết công dụng rồi, thì các bạn lấy thuốc các bạn cứ nhúng vô nè, các bạn cứ cứ nhúng vô cái đầu que này nè, đó cái đầu que này các bạn, cái đầu que nha, các bạn nhúng vô cái đầu que thì tiếp tục nó sẽ có phát huy tiếp. Rồi khế thì thông thường mà các bạn mà chơi khế thì nó chín, các bạn nhìn rất là đáng yêu phải không, các bạn thấy không. Tôi quên nói với các bạn là tại sao mà cái lá nó vàng. Khi mà cái lá khế nó vàng thì nó có hai nguyên do, tạm thời là tôi chia là nó có ba nguyên do đi. Cái nguyên do thứ nhất á là cây khế của các bạn nó bị suy dinh dưỡng, nó thiếu dưỡng chất. Các bạn trồng mà các bạn nuôi nhỏ, các bạn cho uống nước, các bạn không cho nó ăn thì nó cũng bị là vàng lá. Còn cái thứ hai nữa, khi cây khế của các bạn nó nằm vô một cái chậu, các bạn không theo dõi cái đáy chậu của nó không thoát nước tốt, thì sau một cái thời gian thì nước á nó vô cái đáy chậu nó làm cho cái cây bị úng gốc, cây khế bị úng gốc thì nó có cái hiện tượng nó vàng lá rồi ha. Rồi cái thứ ba nữa thì cây khế nó bị nấm lá các bạn, bị nấm lá. Nấm lá thì cái thường thường á nó có những cái chấm chấm để tôi tìm những cái nấm lá. Đây nấm lá nè các bạn nấm lá ha. Nè, nó thường có những cái chấm để tôi chọn một cái lá hơi tốt để đưa các bạn xem ha, để cho các bạn có cái sự mà so sánh mình nhìn thấy biết ha. Đây tôi thấy ha. Nè, các bạn thấy không? Nè, nấm lá nè, nó có cái chấm vàng vàng này các bạn. Đây nè các bạn nhìn thấy nè. Đây là cái chấm vàng vàng như thế này, đây là các bạn, chấm vàng vàng là nó bị chấm chấm, nó móc móc cái vàng vàng á, các bạn lưu ý là nó bị nấm lá. Khi mà nó bị nấm lá thì chúng ta có thể là phun, các bạn là phun cốc 85 hay là Macrozet hay là Acheco, nói chung là những cái dòng thuốc nào mà nó diệt nấm lá. Khi mà bị nấm lá như thế này, các bạn có thể là mua những cái loại thuốc diệt nấm xài chung cho những cây công nghiệp cũng như là cây sầu riêng, cây ổi, cây nhãn vân vân, các bạn có thể sử dụng chung được ha. Rồi trái chín mọng, cái người miền Nam á, họ là rất là họ chơi kiểu nó phóng khoáng. Tôi cũng dân gốc miền Nam mà các bạn, tôi chơi cách chơi của tôi nó phóng khoáng, nó không có cầu kỳ. Tôi chơi đơn giản thì mình có cây mình chơi. Người miền Nam thì đơn giản và dữ dỏm. Như là chơi kiển thì chơi khế thì họ bảo chơi khế cầu tài. Tại sao chơi khế cầu tài? Bởi vì nó có cái tích là ngày xưa là ăn khế trả vàng. Các bạn ăn khế trả vàng ai cũng biết cái tích đó hết. Thì người ta trồng cái khế, người ta cứ nghĩ là suy nghĩ dữ dỏm thôi, chứ là cây khế nó ra trái thì ra trái nó sẽ đổi thành vàng, quả đến đổi thành vàng để cho chúng ta có được tài lộc của nhà. Thì cái đổi thành vàng ngày nay thì quả nó không có đâu, quả bây giờ đã khu vực hoặc nói về quả là nó còn nọ sọ còn kia, quả đó các bạn, quả con bây giờ cũng rất là hiếm nha. Ở trên tôi đó, cái khu vực quận 12 đó các bạn, mấy người đặt mua quả con từ Tây Nguyên đem về, mỗi một con quả con mà vừa chưa biết bay họ mua tới 2 triệu một con, nhưng bạn mà bạn phải đặt trước mới có đó, con quả đó, con quả con bây giờ vậy ăn khế trả vàng ở khu vực này, giờ đâu có quả đâu mà đổi, giờ chỉ có chuột thôi, mà chuột nó chê, chuột là ăn phi, ăn miễn phí mà nó cũng chê đó. Như vậy bây giờ thôi, giờ mình trồng mình thấy cái trái nó lủng lẳng ha, cái trái nó rất là đáng yêu nè các bạn, thấy trái nó lủng lẳng rất là đáng yêu, như vậy nè cũng là một cái điều rất là thú vị ha. Để tôi ăn thử một trái coi năm nay cái khế này là nó cái chua hay cái ngọt. Bởi vì cái khế tôi là cái dòng nó thuộc loại nó không có thuần, nó không ngọt mà nó cũng không chua. Cái dòng này nó sống ăn với bị thui, nghe nói nước miếng nó chảy đã lắm các bạn. Nên để tôi ăn thử coi. Các bạn muốn cho cái khế, nếu mà cái khế của các bạn nó rơi vô trường hợp như cái khế của tôi á, nên đưa trường hợp nó lai vừa chua và ngọt, thì các bạn muốn cho nó ngọt thì các bạn bỏ lên cái kali vô thì bảo đảm các bạn cái khế nó rất là ngọt. Nếu các bạn bỏ một ure nó chua bà cố ngó thấy luôn, tôi nói thiệt các bạn. Để tôi ăn thử nha. Sáng sớm hôm nay tôi uống một ly cà phê rồi, đã uống một ly cà phê rồi các bạn, nhưng mà tôi ăn cái khế rồi vô, cái vị của nó tôi thấy nó chỉ hơi chua nhẹ thôi, là chứng tỏ là cái khế này hôm vừa rồi tôi bỏ kali vô nó rất là ngọt. Ngọt quá thì ăn nó ngấy ngán không, chua chua ngọt ngọt ngon á. Ngọt không có chua.
nãy tôi có chia sẻ với các bạn là cái lỗi thường xuyên mà các bạn gặp phải là khi mà trồng khế đó, các bạn thấy nó đẹp quá, nó đẹp quá thì trái chín các bạn không nỡ hái, các bạn không hái thì nó sẽ rụng từ từ đây, nó rụng như gốc. Các bạn mà để khế mà nó rụng á thì nó sẽ làm hại cây. Dưới một cây lực lưỡng giống như một cây đầu làng thì khế rụng là chuyện bình thường, nó không có gì ảnh hưởng to tát đến cái cây. Nhưng mà dưới cây khế của mình là cái khế mình trồng kiểng thuộc dạng là cành vàng lá ngọc, nó yếu ớt, thành ra khi mà trái chín như thế này các bạn phải tiến hành các bạn hái ha, các bạn hái không các bạn hái đi, hái mà các bạn mà không ăn thì gõ cửa bàn sớm cho bà, mấy bạn bà quán khế, các bạn cho mấy bạn cho mình cái cây mình nó vừa nhẹ gánh nè ha, nên nó vừa nhẹ và đồng thời mình được cái phúc mấy bạn chấm điểm mấy bọt khoái mình, nói chung là thuận lợi trong mọi công việc, không có gì quý cho bằng mà cái bàn sớm. Bạn này thích ông hàng sớm, hai người thích qua thích lại là có chuyện lớn rồi nha. Nói cho vui thôi các bạn, cuộc sống mà nó chẳng là bao, coi như vậy nó chỉ là một thoáng thôi. Chúng ta cứ vui được thì chúng ta cứ vui, chúng ta đùa được thì chúng ta đùa, nói chung là mình đùa vui không ảnh hưởng đến người khác, không làm phiền người khác là ok rồi. Tôi thì tôi cứ ưa nói chuyện cà rỡn, chủ yếu là vui thôi. Có những người mà nghiêm nghị các bạn, có những người nghiêm nghị nó cho già này vô duyên. Nó cho già nói chuyện lú lăng. Tôi không biết có nhiều cái vị khán, có vị khán giả không nói nhiều, nhiều không có nhiều đâu. Có vị khán giả thì cũng comment nói tôi như vậy. Mà tôi thấy là có gì đâu, cuộc sống vui vẻ mà mình có thể từ ngữ Việt Nam mà nó phong phú thì tôi nói vậy. Thì các bạn muốn hiểu sao hiểu, đó là chuyện của các bạn. Thì các bạn muốn nó thanh thì nó thanh. Các bạn có cái đầu óc tư tưởng của các bạn nó tục ấy, thì nó sẽ là tục. Đó, cái ngôn ngữ Việt Nam của mình nó rất là hay, tôi rất là tự hào là cái ngôn ngữ Việt Nam như vậy. Còn ngôn ngữ nước khác là tôi cũng không rõ, tại vì mình dốt ngôn ngữ rồi, dốt ngoại ngữ, thành ra tôi cũng không biết là ngôn ngữ nước khác người ta có những cái, có những cái lời nói mà dí dỏm mà bóng bẩy sao gần như là ngôn ngữ Việt Nam không. Là tôi nghĩ chắc có các bạn, hầu như quốc gia nào cũng vậy. Hái ha, nhiều quá giờ hái, tôi cũng tỉa bớt một số trái chín thôi. Bởi vì khi mà nó nhiều quá đó các bạn, nó nhiều quá rồi hái cũng không biết làm gì. Đầu năm đầu tháng mà đem cho trái cây mà chín như thế này, biết cho người ta không biết có bị kỵ gì không, thì tôi cũng ngại lắm các bạn. Nhiều lúc mình không biết, có một số gia đình người ta kỵ á. Miền Nam này chơi khế phong thủy họ rất là thích, các bạn ở phía Bắc không biết có thích hay không. Theo thông tin tôi đã truy cập trên mạng thì hình như là người miền Bắc họ bảo là khế là hình như là cái từ khế là cái dạng như là cái từ kiểu như là một cái, giờ tôi cũng biết nói làm sao cho các bạn ha. Thôi bạn nào mà cứ biết rõ về vấn đề này, các bạn vui lòng để là comment đó cho tôi rõ. Hình như là vay mượn vay nợ từ khế hay sao á, thành ra người ta sợ là trồng cái khế mình sẽ bắt nợ người khác hay sao, đại khái là như vậy, tôi cũng không chắc lắm. Để có hôm nào tôi rảnh tôi sẽ tiếp tục tôi nghiên cứu về cái vấn đề này. Cây này nó có hiện tượng là cái lá nó bị nấm, tôi hái trái xong bắt đầu tôi phun thuốc diệt nấm cho nó các bạn. Chút xíu nè, các bạn thấy không, tôi hái có chút xíu mà nguyên một cái rổ như thế này. Quá trời luôn, coi vậy nhiều, hái hết cây này chắc cũng được 5-7 kg á. Rồi ok, như vậy thôi các bạn, hôm nay là chia sẻ với các bạn cái trồng khế ha, nó cũng rất là dễ thôi. Bất cứ một cái cây gì, cái khâu đầu tiên thì các bạn, chúng ta phải chọn giống trước à. Chúng ta chọn giống, cái giống phù hợp rồi chúng ta trồng. Thì chăm sóc cây nào cũng vậy, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên là cây nó phải có ánh nắng, nó có nước và đồng thời nó có đạm. Nó cần đạm để nó nuôi lá cây, cho cây nó phát triển, và sau đó là cây nào mà nó chậm, nó lười ra trái thì chúng ta có thể kích những cái chế phẩm mà kích cho cây ra trái. Thì tất cả những dòng cây ra bông kích trái, những cái chế phẩm kích thích ra bông ra trái đều là nó có thành phần là lân và kali, cái như thế thôi ha. Rồi đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi, rất rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp, nhấn like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn gặp lại trong những lần phát sóng kế tiếp. Woo!
cu 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 cu